Cậu thanh niên ỉa ra quần khi đang tán gái. Ngày 24 tháng 8 năm 2024, khi rủ thành công một bạn nữ ra ngoài công viên đi chơi, cậu thanh niên này liền tỏ tình với bạn nữ này. Trong khi đang tỏ tình, bất ngờ nam thanh niên này ỉa đùn ra quần và khiến bạn nữ kia bỏ chạy về nhà ngay lập tức.